10 câu chuyện, 10 bài học đắt hơn kim cương. Nghe mà thấm lòng. Nếu bạn muốn tích lũy kinh nghiệm sống, có được những bài học đắt giá cho cuộc sống, thì hãy lắng nghe những câu chuyện ngắn do Ngẫm Mà Xem sưu tầm ngay sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất, cuộc gặp gỡ kỳ lạ của tên trộm tốt bụng. Tên trộm nhìn cánh cửa chống trộm màu xanh đậm có kẹp tờ giấy quảng cáo trước mặt. Hắn rất tự tin mình sẽ mở được ổ khóa này trong vòng chưa đầy 10 giây. Quả nhiên, khi chỉ mới thầm đếm đến 8, hắn đã mở được cửa và bước vào nhà cứ y như nhà của mình. Hắn thỏa mãn nhìn quanh phòng khách, đầy đủ đồ gia dụng, có cả những thứ hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Có vẻ như gia đình này khá là giàu có, chuyến này không phí công rồi. Hắn khoái trá đi vào phòng ngủ. Theo kinh nghiệm của hắn thì người ta thường hay để những thứ quý giá ở đó. David, David, con về rồi à? Đột nhiên có tiếng phụ nữ phát ra từ trong phòng ngủ. Sau đó một bà cụ run run bước ra ngoài, suýt chút nữa thì va phải hắn. Hắn giật mình hoảng sợ, suy nghĩ đầu tiên đó là phải chuồn ngay. Nhưng hắn đã bị bà cụ túm được. Phải làm sao bây giờ? Bà cụ sờ sờ mũi, miệng hắn, sau đó rất vui sướng nói. David, đúng là con rồi. Có phải là vì hôm nay nghỉ lễ nên con về thăm mẹ không? Hắn giả vờ bình tĩnh, thì ra là một bà già mù. Bà ta không nhìn thấy gì. Đúng là ông trời giúp hắn rồi. Hắn liếc qua tấm lịch trên tường. Thảo nào, hôm nay là ngày của mẹ. Xem ra là bà ấy nhớ con trai lắm rồi. Hắn dùng giọng mũi đáp. David à, hai mẹ con ta nửa năm chẳng gặp được mấy lần. Lần trước con về nhà là vào dịp Tết ấy nhỉ? Chẳng phải là do con bận hay sao? Hắn nhận ra là mình không cần phải giả giọng. Bà cụ có vấn đề về tai nên hoàn toàn không hề nhận ra giọng hắn. Hắn hỏi, sao mẹ không lấy tờ quảng cáo nhét ở cửa nhà mình? Con còn tưởng là mẹ không có ở nhà. Gần đây chân mẹ đau nên hai ngày nay không ra khỏi nhà. Bệnh xương khớp sao à? Người cao tuổi thường dễ bị bệnh. Mẹ cần phải đi lầu hoạt động nhiều hơn. Tại sao mẹ không gọi cho con? Mẹ gọi rồi, nhưng vừa mới bắt máy thì con nói là đang hợp nên gác máy luôn. Mẹ không trách con, mẹ biết là con bận. Mẹ đoán hôm nay là ngày của mẹ, hẳn là con sẽ về thăm mẹ phải không? Bỗng hắn nhìn thấy một sợi tóc bạc của bà cụ từ trên rơi xuống đất. Trái tim hắn có chút lay động. Hắn nói, mẹ ngồi xuống đi, con xoa bóp cho mẹ. Bà cụ ngồi xuống sofa. Hắn vừa xoa bóp bắp chân cho bà cụ, vừa nói động tác này gọi là thả lỏng gân. Bà cụ vốn đang u uất bỗng vui hẳn lên. Có vẻ như bà đã cô đơn rất lâu rồi. Bà nói rất nhiều, nhiều nhất là về David. Hễ nói đến con trai là bà giống hệt như một cái bóng đèn cũ được thắp sáng vậy. Nhờ vậy, hắn đã biết được tình trạng của David. Anh ta đi làm ở thành phố, hiện đang là trưởng phòng. Cả ngày bận rộn giống như một chiếc xe chạy trên đường cao tốc vậy. Rất khó dừng lại nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, bà cụ vẫn còn đang nói. Hắn cảm thấy hơi phiền. Chuyện gì đây chứ? Đi trộm đồ, kết quả lại trộm trúng một bà mẹ. Bà cụ lo lắng hỏi. Con phải quay về làm việc rồi sao? Hắn nói, trời sắp tối rồi. Nói xong, hắn nhớ ra là mắt bà cụ không nhìn thấy, bèn nắm lấy tay bà. Mẹ thử giơ tay ra ngoài cửa sổ xem, trời về tối, gió thu sẽ có cảm giác rét đấy. Bà cụ không nỡ xa con. Khi nào thì con lại đến thăm mẹ?
Hắn nói khi nào có thời gian rỗi sẽ đến. Trước khi đi, hắn nhìn quanh căn nhà. Hắn cũng không thể ra về tay trắng được. Hắn phải lấy được một thứ gì chứ. Đó là quy tắc của kẻ trộm. Lúc này thì chợt có người gõ cửa. Hắn lo lắng, liếc nhìn cánh cửa. Bà cụ nói hắn mở cửa ra xem thử là ai. Hắn làm theo, nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa. Hắn thấy người giao hàng nên liền yên tâm nói vọng vào nhà. Mẹ ơi, giao hàng cho mẹ. Bà cụ nói hắn nhận giúp bà. Người giao hàng đi rồi, hắn giúp bà cụ mở gói hàng ra. Bên trong là một món quà, một xấp phiếu mua hàng và một tờ giấy. Hắn để xấp phiếu mua hàng sang một bên rồi đọc tờ giấy. Mẹ ơi, con thật sự bận quá, không thể về nhà đón lễ cùng mẹ được. Con có gửi cho mẹ một xấp phiếu mua hàng. Mẹ muốn mua gì thì mua đó. David gửi mẹ. Hắn chợt giật mình. Con trai của bà cụ gửi cho bà ấy một xấp phiếu mua hàng. Chứng tỏ bà cụ này không hề bị mù. Vậy thì tại sao bà ấy lại... Hắn quay lại nhìn bà cụ bằng ánh mắt nghi ngờ. Bà cụ như thể vừa làm chuyện gì có lỗi với hắn và nói: Xin lỗi, ta không cố ý lừa con đâu. Ta thật sự quá buồn chán. Rất muốn có một người để trò chuyện. Nếu ta không giả vờ bị mù thì sao cháu chịu ở lại chứ? Cháu thấy rồi đấy. Nói xong, bà cụ nhét xấp phiếu mua hàng vào tay hắn rồi nói: Đây nè, xem như là quà cảm ơn vì ngày hôm nay. David bảo ta muốn mua gì thì mua, nhưng mà ta không thiếu gì cả, chỉ thiếu người ở bên trò chuyện thôi. Chàng trai trẻ, cảm ơn cháu. Dù cháu là ai, ta chỉ biết là hôm nay cháu đã cùng ta trải qua một buổi chiều rất vui vẻ. Tên trộm trả xấp phiếu lại cho bà cụ. Hắn nhìn bà, nghĩ đến mẹ mình ở quê. Trong lòng cảm thấy rất rối ren, ngổn ngang cảm xúc. Hắn là mẹ cũng đang nhớ hắn. Nếu biết bây giờ hắn là một tên trộm, chắc là mẹ sẽ rất đau lòng. Chỉ là trước khi đi cũng phải lấy một thứ mới được chứ. Lúc này hắn nhìn thấy tờ giấy quảng cáo ở khe cửa. Bèn đưa tay lấy rồi tạm biệt bà cụ. Thưa bà phải chăm sóc bản thân nhé. Khi có thời gian, cháu sẽ lại đến trò chuyện cùng bà. Lần đầu tiên, hắn cảm ơn cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong lúc đi ăn trộm. Lần đầu tiên, hắn vui vẻ rời khỏi căn nhà mà không có thứ gì bị mất. Lần đầu tiên, hắn mang theo tờ giấy quảng cáo tuyển dụng bước vào cuộc sống mới. Câu chuyện thứ hai. Kẻ trộm máy tính ở Anh viết thư xin lỗi người bị trộm. Mới đây, người có tên Stevie Valentine ở Anh chia sẻ một bức ảnh trên Twitter về một tên trộm thức tỉnh. Sau khi trộm máy tính đã gửi email xin lỗi người bị trộm. Tên trộm này còn cho biết mình rất nghèo, vì thiếu tiền nên phải đi ăn trộm. Stevie Valentine là một cư dân ở thành phố Birmingham. Vào ngày 28 tháng 11, anh có chia sẻ bài viết cho hay bạn cùng phòng của anh bị mất máy tính, lại còn được kẻ trộm viết thư xin lỗi. Màn hình điện thoại của Stevie cho thấy phần đầu của email, tên trộm xin lỗi người bị trộm máy tính. Và nói rằng mình rất nghèo, hơn nữa vì rất cần dùng tiền nên mới làm như vậy. Tên trộm cho hay, tôi nghĩ có lẽ cậu là sinh viên. Nếu bên trong máy tính có tài liệu mà cậu cần như bài tập ở trường thì chỉ cần cho tôi biết, tôi sẽ gửi cho cậu. Cuối cùng, người này kết thúc bằng lời xin lỗi. Bài viết này trở nên nổi tiếng trên mạng và hiện đã được hơn 220.000 lượt thích và rất nhiều lời bình luận từ cư dân mạng. Trong đó có người cho hay rất thích tên trộm đặc biệt này, nhưng cũng có người cho rằng nghèo không thể là lý do cho việc phạm tội được. Có người nói đùa rằng
tên trộm này có thể giải thích tình hình cũng xem như là có lòng rồi. Còn tài liệu của người bị trộm cũng không bị mất, và anh ấy biết rằng máy tính của mình đang ở trong tay của người tốt. Một tài khoản Twitter khác thì khuyên một cách hài hước rằng hãy mua lại máy tính từ người đó, anh ta cần tiền. Câu chuyện thứ ba, người thợ săn nhận quả báo vì hãm hại tăng nhân. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp, ở gần tỉnh xá của ngài, có một người thợ săn với bản tính tàn bạo và không biết lý lẽ. Một buổi sáng, người thợ săn cầm theo cung tên và dẫn đàn chó săn của hắn vào rừng đi săn. Giữa đường gặp một tăng nhân đang đi khất thực hóa duyên. Hắn rất tức giận, nói thầm: hôm nay xui rồi, mới sáng ra đã đụng phải một tên đầu trọc. Xem ra hôm nay chẳng săn được cái gì hay ho. Nói xong, người thợ săn tức giận đi về phía khu rừng. Sau khi khất thực xong, tăng nhân đang chuẩn bị quay về chùa, thì cùng lúc người thợ săn đã đi săn suốt cả một ngày trời ở trong rừng mà chẳng săn được gì. Hắn bực tức dẫn đàn chó săn về nhà, nhưng không ngờ lại gặp tăng nhân này. Hắn bèn xả giận lên ông ấy. Người thợ săn quát lớn: mới sáng ra ta đã đụng phải tên đầu trọc nhà ngươi nên mới xui xẻo như thế, cả một con thỏ cũng chẳng bắt được. Ai ngờ đi về lại gặp phải nhà ngươi, không biết lại có chuyện xui gì nữa đây. Nói xong, hắn định thả chó cắn tăng nhân. Tăng nhân vội nói: tôi không hề chọc giận gì ông, xin đừng làm thế. Thế nhưng người thợ săn không thèm quan tâm, hắn vẫn cứ thả đàn chó săn ra và ra lệnh cho chúng cắn nhà sư một cách tàn bạo. Tăng nhân thấy thế bèn bỏ chạy. Ông chạy đến một cái cây rồi nhanh chóng leo lên cây. Đàn chó của gã thợ săn không đuổi theo nhà sư lên cây được, chỉ có thể đứng dưới sủa ầm ĩ. Lúc này hắn chạy đến nơi và nói: hôm nay nhà ngươi chạy không thoát đâu. Nói xong, hắn rút một mũi tên bắn vào chân tăng nhân, mặc cho ông ấy khuyến thiện, van xin. Gã thợ săn đã hoàn toàn mất trí, như thể muốn giết chết nhà sư mới thôi. Tăng nhân rơi vào tình cảnh hết sức khổ sở và đau đớn, hai tay ôm chặt lấy cành cây, hai chân thì không ngừng tránh những mũi tên của gã thợ săn. Lúc này, áo choàng của nhà sư càng lúc càng lỏng, nên rơi xuống và phủ lên người gã thợ săn. Khi hắn còn chưa kịp hất áo choàng ra, thì đàn chó săn đã xông đến điên cuồng cắn hắn ta. Thì ra là do đàn chó nhìn thấy chiếc áo choàng và nhầm gã thợ săn là nhà sư. Tăng nhân có tấm lòng hết sức từ bi, ông vẫn ra tay giúp gã thợ săn khi thấy hắn bị nhận phải ác báo. Nhà sư bẻ một cành cây rồi ném vào đàn chó săn. Chúng ngẩng lên và nhìn thấy ông đang ở trên cây thì biết là đã cắn nhầm chủ nên bỏ chạy ngay vào rừng. Tăng nhân leo xuống khỏi cây và vội vàng chạy đến xem người thợ săn bị thương có nặng hay không. Ông nhìn kỹ thì thấy hắn ta bị cắn vào động mạch nên đã mất mạng rồi. Áo choàng của ông cũng đã nhuộm đầy máu của hắn. Nhà sư cảm thấy rất buồn. Ông nghĩ thầm: chính vì áo choàng của mình rơi xuống mới khiến người thợ săn mất mạng. Ông hoài nghi, không biết có phải mình đã phạm vào sát giới rồi hay không, nên đã đi tìm đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để thuật lại mọi chuyện. Đức Phật an ủi nhà sư rằng: con không làm gì sai cả, người thợ săn đó không nên làm hại người tu hành vô tội. Người đó như thế là tự nhận lấy quả báo. Nếu một người thường xuyên làm những việc vô lý hại người, cuối cùng rồi sẽ phải tự gánh lấy nghiệp báo, tự làm tự chịu, cũng giống như cát bụi bay ngược chiều gió, cuối cùng vẫn là sẽ tự ập vào mặt mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng,
hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Câu chuyện thứ tư, sự lạc quan yêu đời là nguồn sáng cho mọi người. Hơn 5 năm qua, vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đều lái xe đến thăm bà như một thói quen của mình. Và cũng đã hơn 5 năm, bà tôi sống trong nỗi đau khổ triền miên. Ông tôi qua đời sau hơn 50 năm sống cùng với bà. Bà tôi cảm thấy thật sự đau buồn và cô độc khi phải tiếp tục sống một mình những năm tháng còn lại của cuộc đời. Một buổi chiều, tôi đến thăm bà và vẫn nghĩ rằng bà đang đắm chìm trong im lặng, suy tư như thường lệ. Nhưng thật bất ngờ, bà đón tôi bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Tôi chưa hỏi về sự thay đổi bất ngờ này, thì bà đã đón lời tôi. Cháu muốn biết tại sao bà lại như vậy đúng không? Cháu cũng đang định hỏi bà đấy. Tôi thừa nhận. Điều gì đã làm cho bà vui vẻ như vậy? Điều gì làm bà suy nghĩ khác đi? Bởi vì tối hôm qua, bà đã tìm ra câu trả lời. Bà tâm sự. Cuối cùng, bà đã biết được mong ước của ông rồi. Là gì vậy bà? Tôi thật sự bị cuốn hút bởi câu nói của bà. Và như thể sắp tiết lộ một bí mật lớn lao, bà hạ thấp giọng, ngã người về trước trong chiếc xe lăn và nhẹ nhàng nói. Ông cháu đã giúp bà hiểu được bí mật của cuộc đời này. Đó chính là tình yêu cuộc sống. Và vì thế, cuộc sống của ông rất nhẹ nhàng. Bà cũng có lúc cảm nhận được, nhưng bà lại không hoàn toàn sống vì điều đó. Bà luôn có những gánh nặng, lo lắng. Bà đã không chịu đặt xuống để cùng thưởng thức cuộc sống với ông. Bà ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Suốt thời gian qua, bà cứ nghĩ mình đang bị trừng phạt vì một điều gì đó. Nhưng tối qua, bà đã nhận ra rằng ông ra đi và ông muốn bà ở lại để tiếp tục cảm nhận và tận hưởng cuộc sống này. Dù ông ở xa, nhưng ông sẽ giúp bà. Kể từ ngày hôm đó, mỗi cuộc viếng thăm bà là một cuộc phiêu lưu mới vì bà đã chia sẻ với tôi mọi câu chuyện về mục tiêu mới của bà. Bà muốn tôi đưa bà đến thăm một người bạn cũ, nhờ tôi mua một đĩa nhạc mà ông bà từng nghe, hay hỏi thăm công việc của tôi. Bà thật sự làm tôi ngạc nhiên. Một lần nọ, khi tôi đến thăm, bà vỗ vào tay ghế xe lăn một cách phấn chấn và nói: "Cháu sẽ không bao giờ đoán được bà đã làm gì vào sáng nay." Rồi bà hồ hởi hỏi tiếp tục: "Sáng nay, cậu của cháu đã rất bối rối và tức giận với bà về một việc bà đã làm. Bà thậm chí không ngần ngại, bà đón nhận sự tức giận của cậu ấy với niềm thương yêu và gửi trả lại với niềm vui." Mắt bà lấp lánh. Thật là một điều thú vị, và cơn tức giận của cậu cháu đã tan biến. Mặc dù tuổi tác và thời gian không ngừng cuộc hành trình tàn nhẫn, nhưng cuộc sống của bà thật tươi trẻ. Bà vẫn tiếp tục áp dụng những bài học về tình yêu cuộc sống. Bà đã có một mục tiêu ý nghĩa để sống và một lý do để tiếp tục tồn tại trong suốt 7 năm tiếp theo. Vào những ngày cuối cuộc đời, bà tôi phải nằm bệnh viện. Một ngày kia, khi tôi bước đến phòng bà, cô y tá nhìn vào mắt tôi và nói: "Bà của em là một người rất đặc biệt. Em biết không, bà là nguồn sáng, tỏa sáng cho mọi người chúng tôi vì sự lạc quan yêu đời hiếm có của bà." Câu chuyện thứ năm, ông chủ tiệm bánh và bốn người giúp việc. Một người chủ tiệm bánh có bốn người giúp việc. Một người chuyên múc nước, một người chuyên nhào bột, một người chuyên nặng bánh và một người chuyên nướng bánh. Người nướng bánh thường bảo với ông chủ: "Anh nặng bánh làm việc rất ẩu. Anh ta để vỏ bánh quá mỏng, nên khi nướng
tôi phải hết sức khéo léo, bánh mới không bị vỡ. Người nặng bánh lại nói, anh nhào bột hay để bột nhão nên rất khó nặng bánh. Mà thưa ông chủ, anh nướng bánh rất hay ăn vụng ở mẻ bánh đầu tiên. Người nhào bột mách, thưa ông, anh nặng bánh thường để tay bẩn khi làm việc. Anh nướng bánh rất hay nói xấu ông bà chủ. Còn anh múc nước thì đang có ý đồ với con gái ông bà đấy ạ. Anh múc nước thì chẳng nói gì. Mỗi khi xong việc, anh ta mất phỏng, nằm đọc sách. Người chủ tiệm mỗi lần nghe mách như vậy đều bực lắm. Nhìn vẻ mặt của ba người giúp việc khi đến tố cáo, ông thấy hình như họ đều rất trung thực, đáng tin, đáng quý. Ông hứa sẽ chấn chỉnh ngay mọi việc. Từ đó, người chủ bắt đầu để ý, xăm soi mọi việc. Tuy nhiên, do khối lượng công việc quá nhiều, nên ông ấy không thể theo sát tất cả các công đoạn được. Vì vậy, ông nghi ngờ tất cả. Ông nghĩ, tên nướng bánh, cái mặt tham thế kia thì chắc chắn là hay ăn vụng rồi. Mắt gian mà mỏ nhọn thì việc nó nói xấu mình là có chứ không sai. Còn tên nặng bánh, tên này lượm thượm, việc để tay bẩn là đúng đây. Tên nhà bột, tên này làm việc bê bết thật, nhưng hắn biết ghét tên nói xấu mình, cũng được. Còn tên múc nước, giúp việc mà suốt ngày giả vờ sách với vở, không phải để lừa con gái mình thì là làm gì? Hỏng, phải quản lý thật chặt bọn họ mới được. Ông bắt đầu đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn với cả ba người. Duy có người nhào bột là được thả lỏng. Một thời gian sau, người chủ thấy những lời tố cáo ngày càng nhiều thêm từ ba người giúp việc. Ông đi kiểm tra mặt này thì họ lại tố cáo nhau về mặt khác. Mỗi khi thấy họ nói chuyện với ai, ông đều có cảm giác họ đang làm gì gian dối hoặc có thể đang nói xấu mình. Chỉ có người múc nước thì vẫn vậy. Xong việc lại bình thản mất phỏng nằm đọc sách. Mà người chủ lại thấy ngứa mắt nhất là người này. Do suy nghĩ, nghi ngờ quá nhiều nên ông dần cảm thấy mệt mỏi. Không buồn ăn, lúc nào cũng cảm giác mọi người đang chống lại mình, đang nói xấu mình. Ông ức, thấy đau ngực, đau sườn. Cuộc sống của ông lúc này là những chuỗi ngày dài, bực dọc. Một hôm, có một người thầy thuốc đi ngang qua nhà ông. Người thầy thuốc dáng điệu trang nghiêm, bước đi rất thong thả lại vững vàng, vẻ mặt thanh thản với đôi mắt hiền hòa. Người thầy thuốc dừng lại, chăm chú nhìn người chủ tiệm bánh rồi hỏi, có phải ông đang cảm thấy trong người không được khỏe? Ông chủ tiệm bánh ngạc nhiên ấp úng. Vâng, thời gian này quả thật tôi thấy trong người rất khó chịu, cứ đau ốm luôn, không biết ngài có thể. Bệnh này tôi có thể chữa được, nếu ông không ngại thì để tôi khám xem sao. Người thầy thuốc nói. Người chủ tiệm bánh vui mừng mời thầy thuốc vào nhà. Sau khi khám, người thầy thuốc nói, có phải ông bị đau và tức ở hai vị trí ngực và sườn không? Bệnh này chữa ngọn không khó, nhưng gốc bệnh là do trong tâm, nên chữa ngọn rồi cũng sẽ tái phát lại. Nguyên nhân bệnh là do uất ức lâu ngày mà gây ra. Nếu không giải tỏa được thì bệnh không thể lành, lại có thể sinh thêm các bệnh khác. Người chủ tiệm hết sức ngạc nhiên trước tài năng của thầy thuốc. Ông bèn kể hết mọi chuyện của mình, kể ra những phiền muộn mà bốn người giúp việc gây ra, sự nghi ngờ, mệt mỏi và uất ức của mình. Thầy thuốc im lặng lắng nghe rồi nói, như vậy nguyên nhân ban đầu là do sự nghi ngờ của ông. Nghi ngờ lâu ngày không được giải tỏa, bị dồn nén lại nên sinh ra bực dọc, uất ức mà thành bệnh. Vâng, chính là thế. Bọn họ làm tôi trở nên nghi ngờ và không tin vào họ nữa. Họ càng ngày càng tố cáo nhau nhiều hơn. Điều đó làm tôi rất khó chịu mà không biết phải làm sao. Người chủ tiệm bánh thở dài nói. Người thầy thuốc bèn chỉ vào lọ đường đặt ở trên bàn.
lọ đường đậy nắp sơ sài và có đàn kiến bu quanh miệng lọ, và có cả kiến chui hẳn vào trong. Quanh lọ còn có vài con ruồi bay vòng quanh, thỉnh thoảng đậu vào. Ông nói, ông có biết vì sao kiến và ruồi bu vào lọ không? Vì chúng thích đường, ngửi được mùi đường nên chúng tìm tới. Người chủ tiệm bánh trả lời. Vậy bây giờ làm cách nào để đuổi ruồi và kiến đi? Người thầy thuốc hỏi tiếp. Người chủ tiệm liền lấy khăn lau thật sạch lọ đường và vặn chặt nắp lại. Nhưng chỉ một lát sau, lũ ruồi lại bay quanh, còn đàn kiến thì tiếp tục bò lên. Bây giờ phải làm thế nào? Chúng vẫn còn bu vào. Người thầy thuốc hỏi. Sau đó, ông đứng lên, cầm lọ đường bước ra sân, đổ hết đường đi, lấy nước rửa và lau sạch lọ đường. Quả nhiên, kiến và ruồi không còn bu vào lọ nữa. Ông bảo người chủ tiệm bánh. Sự tức giận và nghi ngờ của ông cũng giống như đường ở trong lọ. Ông đã biết do ruồi và kiến thích đường nên bu quanh. Vậy, những người kia chính vì thích nhìn thấy ông tức giận và nghi ngờ người khác nên mới đến tố cáo. Nếu trong lòng ông không còn tồn tại nghi ngờ và tức giận, thì sự tố cáo kia cũng như lũ ruồi nhặn dần bay đi hết thôi. Khi xung quanh không còn đàn kiến nhộn nhạo, lũ ruồi ồn ào, thì ông sẽ được tĩnh tâm. Và trong bốn người làm, ai hơn ai kém, sai đúng thế nào, lúc đấy ông sẽ thấy dễ dàng như soi gương vậy. Đừng buông thả những thói xấu của bản thân, cũng đừng thỏa mãn chúng. Nếu không, bạn sẽ càng ngày càng lún sâu vào mà không cách nào thoát ra được. Hãy để tâm bình lặng và suy xét thì mới có thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là đúng và đâu là sai. Câu chuyện thứ 6. Chuyến tàu chân thật. Một người đàn ông ngoan đạo chuẩn bị đi du lịch với rất nhiều vali hành lý. Ông dự định chu du bằng xe lửa. Thế là ông đến quầy bán vé xe lửa để mua vé. Ông hỏi thăm thông tin về các chuyến xe lửa đi đến thành phố kế tiếp và quyết định mua vé cho mình và mua cả vé cho hành lý. Người bán vé xe lửa là một người quen cũ của ông. Khi nhìn thấy ông, người bán vé nhận ra ngay và chào hỏi ông một cách rất nhiệt tình. Khi nghe người đàn ông nói muốn mua vé cho cả hành lý của mình, người bán vé đã nói: ông không cần phải mua vé cho hành lý đâu và không cần lo lắng việc không mua vé cho chúng. Vì tôi cũng sẽ đi cùng chuyến tàu với ông. Tôi bảo đảm sẽ không ai kiểm tra đến hành lý đâu. Người đàn ông ngoan đạo hỏi: à, thế anh có thể đi với tôi được bao xa? Người bán vé nói tên ga anh ấy sẽ đến và nói thêm: đừng lo, dù ông có đi xa hơn tôi, thì tôi cũng có thể báo với người soát vé ở trạm kế tiếp để ông có thể đi tiếp mà không có vấn đề gì đâu. Người đàn ông trả lời: vậy người soát vé đó có thể đồng hành với tôi được bao xa? Người bán vé nói: anh ấy sẽ đi cùng với ông đến ga cuối cùng. Nhưng chuyến đi của tôi không dừng lại ở đó. Người đàn ông đáp lại. Người bán vé lúng túng hỏi ông: thế ông sẽ đi xa đến tận đâu? Tôi phải đi rất xa, nơi đó xa hơn rất nhiều so với các nhà ga ở thế giới này. Sau khi tôi chết đi, tôi sẽ phải gặp Thượng Đế. Lúc đó, ai sẽ là người đi cùng tôi và giúp tôi để tôi có thể đến gặp Ngài? Người đàn ông chậm rãi nói tiếp. Xe lửa là phương tiện công cộng và không ai được phép mang hành lý quá nhiều lên xe mà không trả đúng phí. Hôm nay tôi có thể vì lợi ích của mình mà né tránh việc trả tiền vé, nhưng tôi không thể nào dối gạt được Thượng Đế. Ngài có thể nhìn thấy rõ ràng mọi việc. Người bán vé nghe thấy, anh đã nhận ra sai lầm của mình. Anh xin lỗi người đàn ông và lấy vé cho cả hành lý như người đàn ông yêu cầu.
dù do những hành động chúng ta làm có thể không ai biết. Nhưng thần luôn biết từng hành động của mỗi con người là tốt hay xấu. Vì thế, chúng ta phải vượt qua những cám dỗ, không làm những việc xấu. Hãy nghĩ rằng thần đang nhìn vào từng hành động của mỗi người. Hãy chỉ làm việc tốt dù cho người khác có nghĩ như thế nào. Câu chuyện thứ 7. Công bằng xã hội. Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết, ông chưa từng đánh trượt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh trượt cả một lớp. Lớp đó kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo, và đó là một cách cân bằng tuyệt vời. Thế là vị giáo sư nói, được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó. Tất cả các điểm sẽ được tổng hợp lại và chia đều ra. Mọi người sẽ nhận được điểm như nhau. Vì thế không ai bị trượt và cũng không ai được A cả. Sau bài kiểm tra đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên chăm rất buồn, còn những sinh viên lười rất mừng. Qua bài kiểm tra thứ hai, những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn. Còn những sinh viên chăm chỉ thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi. Điểm trung bình cho bài lần hai là D. Không ai vui cả. Đến bài thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, còn các cuộc cãi vã, buộc tội, nêu tên nổ ra. Mọi người đều khó chịu và không ai muốn học để người khác có lợi. Đến bài cuối cùng, tất cả đều trượt và ai cũng ngỡ ngàng. Giáo sư đã nói với họ rằng, thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng kiểu gì thì kiểu xã hội mà các bạn đang mong muốn cũng khó thành hiện thực. Vì dù ý tưởng rất hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực thi thì chẳng ai còn động lực để làm việc nữa. Không gì đơn giản hơn thế. Cuối cùng, ông tổng kết. Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi. Người không phải làm gì vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì không được hưởng gì. Chính phủ không thể cho ai cái gì mà không lấy thứ đó từ người khác. Khi một nửa nhân dân thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có nửa khác làm cho, còn nửa còn lại thì nghĩ họ làm cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Đó chính là khởi đầu của kết thúc cho mọi xã hội. Không ai có thể gia tăng sự giàu có bằng cách chia đều nó ra. Câu chuyện thứ 10. Câu chuyện tình yêu xúc động của ông bà tôi. Hiện nay có rất nhiều người trẻ cho biết, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng các bạn có biết tình yêu thật sự là gì hay không? Các bạn đã dành những gì cho tình yêu? Và đã có được gì từ tình yêu? Khoảng thời gian trước, có một người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện về ông bà nội của anh ấy. Hy vọng rằng các bạn nghe xong sẽ nhận ra được nhiều điều. Câu chuyện như sau. Trước đây, bác tôi kể rằng khi còn trẻ, bà nội không hề quen biết ông nội. Bà thích con trai của ông giáo trong trấn. Còn khi đó, nhà ông nội nghèo lắm. Do mối quan hệ quen biết nên ông bà đã được hứa hôn từ lâu. Nhưng mà bà nội thì không thích. Bà thà không lấy chồng chứ cũng không chịu làm theo sự sắp đặt của người lớn. Cuối cùng, cụ ngoại không còn cách nào khác, bèn dùng dây thần đỏ trói bà lại, sai người khiêng bà sang nhà ông nội. Vào ngày cưới, bà không cho ông nội chạm vào người mình và đòi chết. Rồi bà ném chăn gối xuống đất. Ông nội chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chăn gối ra ngủ dưới nền đất ở phòng ngoài. Cứ thế kéo dài suốt 1 năm rưỡi. Dần dần, việc này bị đồn khắp làng. Ông nội bị mọi người chế giễu rằng, nền nhà hẳn là êm lắm. Ông nội cũng không biết là họ đang nói đùa. Ông vỗ ngực.
cười ha ha rồi bỏ đi, không hề tức giận với họ. Sau khi ông bà lấy nhau được gần 4 năm, thì bác cả mới ra đời. Khi đó, con trai của ông giáo quay về nói rằng muốn đưa bà nội đi sống những ngày vui vẻ. Ông nội không nói gì. Bà nội nhìn quang cảnh trong nhà và con trai đang nằm trên võng. Bà không nhịn được, bật khóc. Rồi nói với con trai ông giáo rằng: "Tôi không đi được. Tôi và anh có duyên mà không có phận. Đây là nhà của tôi. Nếu mà tôi đi thì các nhà này phải làm sao?" Kể từ ngày hôm ấy, bà nội lựa chọn ở lại. Các con cũng lần lượt ra đời. Nhưng câu cửa miệng của bà vẫn luôn là: "Ông mà như thế là chúng ta ly hôn." Khi cuộc sống trong làng bước vào giai đoạn khó khăn nhất, bác cả chỉ mới mười mấy tuổi, đúng vào lúc đang tuổi ăn tuổi lớn. Cả nhà năm sáu miệng ăn, mỗi ngày đều phải một bữa no, một bữa đói. Không còn cách nào khác, ông nội quyết định cùng mấy người trong làng đi làm ăn, mà cũng không dám đi quá xa nhà. Cứ mỗi nửa tháng, ông mang lương thực về nhà một lần. Bác cả nói rằng, cả đời này bác cũng sẽ không quên kỷ niệm trong khoảng thời gian đó. Mỗi ngày, bà nội đều ăn cơm thừa của con. Có món gì dinh dưỡng đều sẽ dành cho các con. Cứ đến ngày là bà nội lại mang nước ra đứng ở đầu làng suốt đêm để đợi ông về. Khi những ngày khó khăn nhất qua đi, các bác cũng đã lớn, nhưng bà nội vẫn thường hay cãi vã với ông. Bà nội vẫn cứ không thôi nhắc đến hai chữ ly hôn. Có lần ông cười bà. "Bà cứ nói ly hôn, bà có biết làm sao để ly hôn không?" Ông còn chưa dứt lời thì bà đã giả vờ hô hoáng lên, dọa ông hết cả hồn. Các bác ở bên cạnh cảm thấy rất buồn cười. Cuối cùng, bà chậm rãi nói với ông: "Kiếp sau mà gặp nhau, ông sẽ không bị tôi dọa mà bỏ chạy đi chứ." Ông nội nói: "Làm gì có, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không làm ruộng nữa." Bà nội hỏi: "Không làm ruộng, vậy thì ông làm gì?" Ông nội nói: "Không làm ruộng, tôi phải chăm chỉ học hành, là một người có văn hóa, đưa bà đi đây đi đó." Bà nội cười rồi rơi nước mắt. Bà nói: "Kiếp sau nếu gặp ông, chắc chắn tôi sẽ không bị bố trói mang sang nhà ông nữa đâu." Vừa dứt lời, bà siết lấy tay ông rồi ra đi. Ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bà, nước mắt lăn dài trên gương mặt ông.